gì vậy? Cái thứ mà con bé đó nói hả? Ủa rồi con bé đó đâu rồi? Trời ơi, nó vô đây luôn. What the f***. Shit. Trốn. Tao trốn. Tao biết gì hết. No. Kiếm thử trò gì hay đây mà kinh dị đi anh. Chọn ngôn ngữ các bạn. Sẽ chọn English. Vâng và chào mừng đến với A Sleep at 2-1. Ato 1 thì tôi không biết có phải là chương 1 hay không. Chắc vậy. Vào vai của Anna Lucia, chúng ta sẽ đắm chìm trong những cơn ác mộng, trong một thực tế hỗn loạn, bối rối và cô đơn. Nơi an toàn duy nhất chính là căn phòng của cô, nhưng không phải là mãi mãi. Cô lang thang qua một thành phố trống rỗng và những nơi xa lạ, trong khi chạy trốn khỏi những sinh vật ẩn nấp trong bóng tối để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anna đi à? Mình gọi là Bena đi cho nó thân thuộc ha. Bena, sao ngồi yên mà Bena? Bena ơi. Tôi thì ít khi nào chơi mấy cái game kinh dị mà kiểu 2D vậy lắm. Ồ chết rồi, phía trước mặt chúng ta không đi được à? Hay là chúng ta bay qua, đúng rồi chúng ta đang nằm trong giấc mơ mà nhỉ? Hả? Chúng ta bay qua luôn. Hãy mơ cho chúng ta có thêm đôi cánh, xong sau đó chúng ta... Đùa, con này siêu nhân hả? Đẩy cái cây gãy luôn kìa. À quên, tôi đang ở trong giấc mơ mà quý vị. Đi coi chừng té, bé nào ơi. Tao nghi cái này rớt quá. Mấy cái cảnh này giống kiểu sắp rớt. Tao vừa mới nói tức thì luôn. Tôi thấy có một bóng người đằng kia quý vị à. Phải người không ta? Ai vậy ta? Ai mà tóc trắng vậy? Thầy Gocho hả? Look at this. The darkness is everywhere. Bà nói gì vậy bà? Liệu bạn có đủ can đảm để vượt qua vực thẳm lần này hay không? Bà nói gì vậy? Nói gì tôi không hiểu gì hết trơn. Chỉ còn một bước nữa mà thôi cô gái. Không cần phải lo lắng. Để đến lúc phải thức dậy rồi. Trời, nó có cái đoạn phim hoạt hình đó. Đâu tiện chuyển cảnh cái tiện mất quyền công dân luôn. Chuyện gì vậy bé nè? Phải đối mặt một lần nữa hả? Tức là sao? Ủa bà đó mất tiêu rồi. Đại loại là con nhỏ này nó lại nằm mơ thấy ác mộng. Là nhiều ngày nay nó đã nằm thấy một cái giấc mơ rất là giống nhau, lặp đi lặp lại. Rồi đây là căn phòng của mình hả? Tôi thức dậy giữa đêm hay gì nè? Ủa gì vậy? Mở cửa đi nè. Mở cửa đi bé nè. Tôi cảm giác không muốn ra ngoài ngay bây giờ. Mở đèn đây đi. Ủa sáng hơn rồi. Rồi bây giờ để xem coi trên bàn nó viết cái gì. Nhật ký hả? Rồi chắc là nằm mơ thấy cái gì xong sau đó viết nhật ký ra hả? Sao nó có chuyện cảnh cái tôi da đen vậy ta? Là mình mới lưu game lại hả? Chị mỗi lần tôi đi vào viết vào quyển sách là tôi sẽ đi lưu game hả? Nó viết cái tiếng gì bay ơi? Chafara im temple where when a short me adios this elephant did. Hôm nay là ngày mấy? Đã lâu rồi. Mọi thứ đều lặp lại giống nhau. Những cơn mưa, những đêm ác mộng. Tôi thậm chí không thể nhớ lần cuối cùng tôi gặp được ai đó thật sự là khi nào. Ngoại trừ người phụ nữ trong cơn ác mộng của tôi. Nó xuất hiện thường xuyên hơn bất cứ điều gì khác. Bà ta luôn ở đó, trên vách đá đó, nhìn về phía chân trời trống rỗng như chính ánh mắt của bà ta. Quá mệt mỏi với tất cả, tôi không thể chịu đựng được những cơn ác mộng này lặp đi lặp lại nữa. Tôi cần uống một số thuốc để bình tĩnh lại một chút. Và tôi nghĩ lần trước tôi đã để những cái thứ thuốc này ở ngoài bếp hả? Sao dạo này mình lại nghĩ nhiều về đom đóm thế nhỉ? Hả? Giờ tôi đi ra ngoài tôi lấy thuốc đúng không? Nhà của bé Na để coi như nào nè. Mấy cái đồ vật trong cái nhà này quấn khăn lên hết trơn vậy. Tôi đang ở đâu? Mày đang ở nhà mày chứ đâu? Rồi thì tôi sẽ đi xuống đây. Tôi không biết có phải là hướng này về hướng bếp không nữa. Má nhà tôi mà tôi cũng không biết cái bếp ở đâu. Gì vậy trời? Ủa tại sao trong nhà này lại có cái xe lăn quá gì à? Bật cái đèn lên coi cho nó sáng coi. Cái gì vậy? What? Tôi nghĩ là tôi nên thoát khỏi đây sớm hơn. Bé Na có vẻ sợ nhưng mà bé Man không có sợ nha. Ui cái gì vậy? What? Có mấy cái súp tua gì đen đen dí tôi hay sao quý vị? Chạy luôn nè. Chạy luôn bé Na ơi, chạy luôn. Oh yeah, trời ơi. Trời ơi, cái thứ gì vậy? Chạy đi. Oh shit. Tôi vòng lại thì tôi bị nó cắn, mà tôi chạy tiếp thì tôi chạy không nổi. Cái gì mới vô game nó làm khó mình rồi. Ê, không mấy mình đi qua đây thử coi, nãy tôi chưa đi qua bên đây à.
Đi bên kia biết có ma rồi, đi bên kia làm gì nữa đúng không? Từ, qua bên đây coi. Không thể mở được à? Không nhớ gì luôn mà. Ngủ dậy cái là quên hết luôn. Mình phải tìm cách làm sao để mình chạy thoát khỏi cái con ma lúc mà nó xuất hiện nè. Đừng dừng lại, đừng dừng lại. Nó liếm đít mày đó. Chạy đi. Chạy tiếp. Vô, mở cửa, lẹ. You arrived just in time for the snack. Bà nào nữa đây? Gì đây, bà nấu cái gì? Bà rủ mình ăn nè. Trời ơi, ngoài kia có cái gì ghê lắm cô ơi. Có mấy cái súp tu màu đen đen với con á. Ủa mà bà này là vậy? Hay là mẹ của con bé Na này? Trong chai đó có cà phê nóng, tôi vừa pha đấy. Và có cả bánh quy nữa, con có muốn ăn hay không? Không, thật ra thì con cũng không thấy đói lắm. Ủa nhưng mà bà này là ai? Tôi vẫn chưa biết bà này là ai. Nhưng mà cảm ơn nhé. Con yêu, con gầy quá, phải nhớ ăn đi nhé. Nhưng mà xin lỗi, tôi có hơi một chút bối rối. Không biết cô là ai vậy? Con nhìn có vẻ không ổn cho lắm. Con ngủ quá nhiều ư? Tốt hơn hết là nên đi ra ngoài và hít thở không khí trong lành. Rồi bà này cũng chưa vào thẳng vấn đề là bà là ai. Đùa má coi nào, vừa chạy trốn khỏi cái con ma súp tu đó xong chạy vô đây gặp bà này. Chùm cuối không? Thế là nhân vật mình vẫn chưa muốn thưởng thức mấy món nè. Ăn đi, ngại gì. Nhìn bà cô này cũng đang khá là bận, nên là tôi cũng không muốn gọi là làm phiền. Vậy là cuộc hành trình này gọi là cuộc hành trình lấy lại ký ức cho bé Na. Bé Na ngủ nhiều quá lú luôn rồi. Trước khi mà con rời đi, con có thể giúp cho ta một tay được hay không? Bà nhờ tôi đi tìm con gái của bà. Con có thể kêu nó vào trong nhà giúp ta được hay không? Con bé thích bánh quy lắm. Nếu nó không muốn quay lại thì chỉ cần nói là ta vừa làm bánh. Và nó chỉ mới có 6 tuổi mà thôi. Nên là con giúp ta được hay không? Vâng, chắc rồi. Con đoán là như vậy. Vậy bà tiến tới hả? Lấy thứ này đi, có thể là nó sẽ giúp ích đó. Cái gì vậy cô? Ô, đèn pin. Vũ khí tối thượng. Cảm ơn cô nha. Ủa khoan, rồi trời sáng chân vậy cầm đèn pin làm mẹ gì ta? Cảm giác là hơi lạnh nè. Có chuyện gì xảy ra ở chỗ này vậy? Tôi không thể nhìn rõ lắm trong cái màn sương mù này. Tôi đang đi đâu đó mà tôi không biết tôi đang đi đâu luôn. Tại có nhớ con mẹ gì đâu. Cái này nhìn giống cái công viên quá ha. Đây cầu trượt nè. Rồi kiểu này là chắc trong công viên rồi. Mr. Bunny, don't you think it's time to go home? Bạn Thỏ à, bạn nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải về nhà rồi đúng không? Mẹ nói rằng chúng ta không nên ở đây quá lâu. Bạn nghĩ là chúng ta có thể ở đây thêm một tí nữa hay không? Chắc chắn là chúng ta có thể ở đây chơi thêm một tí nữa rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Mẹ nó tự biên tự diễn luôn. Cho đến tối bạn nghĩ thế nào? Đúng rồi, chơi tới tối luôn đi, khỏi về luôn. Đúng rồi, chúng ta có thể quay lại, sau đó chúng ta ngắm đom đóm. Bé Thỏ thích đom đóm, bé Man cũng thích đom đóm. Nè, có ai đó đang tới. Ui, sao mày chạy vậy? Đứng lại. Khoan, con bé đi đâu rồi? Ủa, nó đi nhanh quá vậy? Lũ đảng. Cái này là cái gì đây? Ôi, cái bản đồ thị trấn hả? Đây là tôi đang đứng ở đây nè. Ủa, cái gì dưới đất đây? Cái này là cái gì đây? Giống bức tranh của mấy đứa học mẫu giáo vậy hả? The school. Who knows? Maybe I'll find someone who can help me. Rồi đi kiếm chỗ nào có trường học hả? Mày biết trường học đâu mày? Chú có thấy đứa con gái nào 6 tuổi chạy ngang qua đây không? A few moments later. Tôi thích tiếng thở này. Gara đang mở nè, chui vô được không? Rồi chui vô xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi. À đúng rồi, hình như là cái đèn pin nhưng mà chưa có pin. Rồi bây giờ là mới có đèn pin này. Game này thiết kế hay quá. Lắc đầu là cái tai mình cũng đi theo đó nè. Đồ thì vẫn còn đây. Lá cờ này lá cờ Brazil đúng không? Vậy thôi, không có chủ cửa hàng ở đây, mình chơm được miếng nào mình chơm miếng đó đi ha. Ủa gì vậy? Sao cửa tự mở vậy? Có ai trống à? Vào thử xem. Rồi đèn pin đâu rồi, đèn pin đâu rồi? Thuốc sát trùng hả? Tôi lại vào nhà của ai đó mà tôi không biết một cách tùy tiện đó là quý vị ơi. Ủa rồi cái nhà này nó chỉ có nhiêu đây thôi hả? Thôi đi ra ngoài. Có một cái cây nó bị ngã ở đây nè. Và nó lại chặn đường mà mình không qua được nữa rồi. Sao đường nào cũng không đi được hết trơn. Thì tao phải đi đâu bây giờ? Ô, điện thoại công cộng. Tôi không nhớ được ai để mà gọi hết trơn hết. Trời ơi. Bài học rút ra đây là gì? Đừng ngủ quá nhiều. Ngủ quá nhiều sẽ bị lú như bé Na. Cái cây chắn ngang đúng không? Thế mình leo đường cửa sổ trong nhà này được không ta? Ờ được nè. Hello. Có ai trong nhà không? Ai đó trong nhà lên tiếng đi nha. Ổ khóa này có vẻ dễ vỡ. Có lẽ tôi nên dùng một cái dụng cụ gì đó để phá nó hả? Một món dụng cụ gì đó. Ủa, cái gì đây? Sao cái gương nó phát sáng đây? Oh.
Another nightmare. I don't know. Lại một cơn ác mộng nữa. The whole world has suddenly turned insane. Nãy giờ vẫn đang mơ đó. Chúng ta quan sát game lại cái đã quý vị ạ. Không cần. Không biết là thật sự cái này có phải là cái nhà vừa nãy mà mình đang ở hay không. Vâng, đúng là cái căn nhà vừa nãy. Thiết kế cũng y chang. Khoan, nếu như đó là giấc mơ là tại sao mình lại có thể cầm cái đèn pin trong giấc mơ đó đem ra đây? Cảnh quan có vẻ khác hồi nãy này. Này là cái gì đây? Toilet à? Này giống cái nhà kho hơn ấy bay. Có gì trong nhà kho không? Đây có gì nhặt được nè. Cái này đồ kẹp tóc ơi. Chắc chắn sẽ có ích. Ok. Tôi sẽ lấy cái đồ kẹp tóc này. Có vẻ như là cái nhà kho này không còn gì để chúng ta lấy nữa. Đi ra ngoài thôi. Ý, có cái gì nè? Có cái gì trên bàn nè? Bánh quy hả? Cái cửa này lúc nãy là nó bảo bị kẹt đúng không? Mình xài cái kẹp tóc này mở khóa được không? Vào gương. Ồ, mỗi lần tôi nhìn vào gương tôi qua một thế giới khác. Khoan đã, tôi nghe cái tiếng gì đó trước mặt thì phải. Từ từ, bật đèn lên. Ồ, thứ gì đây? Thôi, tha em. What the fuck? Ui, có con gì vừa mới chạy tới quý vị? Tắt đèn chắc nó không thấy mình đâu ha. Còn nó mà thấy thì tôi chạy liền. Gì vậy? Sao mày khóc? Đi qua luôn đi. Rồi, mở cửa. Ê, con ma thôi. Ui. Mày như nào? Mày qua đây. Mày chạy nhanh bằng tao. Lên mày đặt gì? Tiếng cọt kẹt lúc mà mình phá ổ khóa là nó chạy tới nó đớp mình. Phải từ từ thôi. Còn miếng nữa. Ok. Mở cửa được rồi đúng không? Ủa sao tự nhiên ngoài trời tối thui vậy? Hướng này ra đâu đây? Tôi không biết nữa, giờ tôi đi đại, tôi đi bừa. Quỳnh, trường học đâu vậy bay? Đây phải không? You can't do this. Em ơi, chị tới rồi đây, đi về với mẹ. Trời, chị thèm ăn bánh quy, em ơi, em về lẹ cho chị ăn ké miếng bánh quy chứ, mẹ em nấu xong hết trơn rồi. Cô bé đã đi qua khúc này, tôi phải tìm cách khác để tới gần chỗ của cô bé. Nhỏ nó chui được, tôi chui không được hả? Thế là chắc mình phải đi đường vòng à. Cái phòng này bị con mẹ gì mà sao quấn dây xích tùm lum vậy? Nó cần tới 3 chìa khóa. Có cần thiết phải mở ra không ta? Tôi cũng đâu có tò mò đâu. Ô, cái gì đấy? Chui vô đây rồi à? Ẩn thân chi thuật. Ê, tôi đi lên lầu được không? Đường này phải cho đi lên chứ. Rồi. Tôi đã lên lầu. Rồi tôi nghe tiếng gì nữa rồi, tôi phải tắt đèn thôi quý vị à. Hình như sắp gặp con quỷ đó nữa rồi. Bên đây, bên tay phải tôi nè. Đúng không? Đó, nó đứng giữa đường luôn. Rồi sao qua? Hồi nãy nó đứng sau cái bàn tôi còn dám qua chứ giờ sao qua? Giờ mình chơi xếp hình nè. 10 seconds later. Ê, đây là cái con bé mà đang đi tìm đúng không? Còn cái bà mẹ là ở trong cái căn nhà đó nè. Ông bố là cái ông say xỉn ngoài đường nè. Cái gì vậy? Ai cười vậy? Gì vậy bay? Đừng có rần nha bay. Ý, có chìa khóa đây nè. Này như kiểu nhà vệ sinh nè. Đây, mỗi lần nó có cái gương này nè. Chỉ cần tôi đứng áp sát lại là tôi có thể quay về thực tại hay sao ấy. Bây giờ tôi viết nhật ký lại để tôi lưu game cái đã quý vị ạ. Cái chai gì ấy? Nó ngớt hả? Ý, cái gì vậy? Có thứ gì đó trong cái căn phòng này. Thứ gì đây? Mày có cắn tao không? À, thì ra nó sợ ánh sáng. Sợ ánh sáng luôn à. Mày mà cũng biết sợ hả? Nó có một cái mùi nồng nặc phát ra. Tôi nghĩ nó là rượu hả? Sao lại có rượu trong trường học nhờ? Đây là đâu? Tôi là ai? Nữa tới nữa. Đúng rồi, qua đây, bóp bít. Dính trưởng liền. Tôi có cách. Mình tắt cái đèn đi, mình dụ nó vô đây xong sau đó tôi chạy đủ nhanh, tôi tới tôi bật cái đèn là nó sẽ bị kẹt ở đây luôn. Từ, tôi tắt cái đèn trước đã. Rồi, dụ nó qua đây. Đứng lại đó. Ok. Trời đất. Đứng im. Ủa kỳ vậy. Ủa nó hết sợ đèn rồi. What the fuck. Bật đèn. Dính trưởng liền. Kẹt bên đó liền. Trời ơi. Giờ nó kẹt bên đây rồi nè quý vị. Giờ nó đứng trong đây rồi nè. Nó bị cái ánh sáng này đẩy lùi vô góc luôn. Trời ơi. Giờ mình đi tới mình nảy ổ khóa làm gì được mình.
Thông minh, phải thông minh lên. Phải thông minh lên. Giấm hả? Rồi, trong cái công thức hóa học hồi nãy, mình phải cho cái thứ này vào. Tôi được hai thứ rồi. Cái dung dịch vệ sinh với lại giấm là tôi cho vô rồi nè. Rồi, chúng ta có thêm một cái chìa khóa nữa rồi. Ok, tôi không biết trong đó có cái gì nha. Hay là trong đó là một cái bí mật gì đó, trường này tra tấn cho em hả? Vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Sao tự nhiên trong giấc mơ của tôi lại gặp một cái gia đình, tôi không biết cái gia đình đó có phải là gia đình của tôi hay không. Nhức đầu quá. Tao ước gì tao tìm được con bé đó sớm hơn, con bé đó trốn kỹ quá. Vâng, như quý vị có thể biết thì em đang đứng ở đây và mục tiêu của chúng ta đó chính là phải đi qua được khu vực này. Nhưng mà trước mặt quý vị có thể thấy con bé kia nó chui qua cái hàng ghế này và em không thể nào mà em chui qua được. Chúng ta chỉ có cách duy nhất chính là vào căn phòng này, lấy ba chìa khóa, xong sau đó là chúng ta mở được cái cửa này. Chúng ta bước qua đây, chúng ta sẽ đi qua được khu vực này. Nhưng để mà lấy được cái chìa khóa cuối cùng thì em cần phải tìm được một cái thứ gọi là baking soda. Mày phải nghe lời tao, hợp tác với tao đi. Cái baking soda ở đâu mày khai ra cho tao nha. Lên thì là bé Na cũng đi được cũng hơn tiếng đồng hồ rồi nhưng mà vẫn chưa tìm thấy được baking soda đâu hết. Ha, trời ơi, tôi không biết phải làm gì hết. Baking soda ở đâu ta? Thousands of tears later. Không biết phải cái này không, xài thử cái này coi. À đúng mẹ rồi, trời ơi, đi từ nãy tới giờ. Đây, chìa khóa cuối nằm trong đây nè. Sao tôi đem nó trong người mà nãy giờ tôi đi tìm lắm. Cái gì? Chào chị nha, em đủ đồ rồi, em đi xuống em. Rồi, lấy cái chìa khóa cuối cùng mở cái này ra để xem coi cái này là cái gì. Phía sau cánh cửa đó là gì ạ? Quý vị sẵn sàng chưa ạ? 1 2 Rồi. Đó. Tiếng của con bé. Trời ơi, chị Na tới với em liền. Mở cửa ra, mở cửa ra. Chạy nhanh lên. Không sao hết, chị ở đây rồi. Bọn họ muốn lấy bé thỏ của em. Em không thể để họ làm như vậy được. Bình tĩnh em gái, có chị ở đây rồi. Có chị mà. Họ cười tôi. Mình ghét trường học, nó còn tệ hại hơn cả nhà tù. Và có vẻ như mọi người ở đây cũng ghét mình. Nhưng mình chẳng làm gì họ cả. Mình quá mệt mỏi với tất cả những điều này. Tại sao họ lại không thích mình? Là hắn ta. Hắn ta. Ai cơ? Hắn ta là ai? Hắn ta nào? Ô ô ô ô, cái gì đây? Quay. Adu, lôi liền, chạy. What the hell? Thứ gì vậy? Thứ mà con bé đó nói hả? Ủa rồi con bé đó đâu rồi? Trời ơi, nó vô đây luôn! What the... Shit! Trốn. Tao biết gì hết. No! Oh my goodness! Được rồi. Show yourself! I will kill you with my flashlight! Cho tôi chui lại thế giới hiện thật để tôi lưu game cái. Trời ơi, nói chung là anh man mà xếp game xong độ tuổi tính của anh man sẽ tăng lên gọi là gấp trăm lần luôn chứ. Cái gì ra đây? À, đại loại là nhà nước bảo là chúng ta nên mua nến. Ý cha, chỗ này máu nhiều quá ta ơi. Con bé kia nó chạy đâu rồi? Không giống như cái ngọn núi mà mình đã từng thấy trước đó. Trời ơi, quý vị có thể thấy ở đây hình như là có người bị đứt đầu nè. Rồi trên con đường lê lết những vết máu. Bật đèn lên. Ý, sao có cái lỗ gì vậy? Ui đụng, tới nữa rồi. Ui trời ơi, mày thế. Từ từ. Ta cần phải uống một thứ gì đó để trấn an lại tinh thần. Đi lẹ. Không đi ra được à. Bây giờ chúng ta đang bị cái con quỷ kia truy lùng. What the fuck? Ở đây có cái cửa mà ta. Sao giờ tự nhiên có cái bức tường ở đây vậy? Má. Qua đây được không? Không mở được. Treo cái gì đây? Treo đầu hay người gì nè? Bóng tối sẽ dần tiêu diệt tâm trí của mày. Không biết cái con bé mà mình đang đi tìm có phải là quá khứ của mình hay không? Chuẩn rồi quý vị à. Ngày bé là mình bị bạn bè ăn hiếp, đến trường bị bạo lực học đường dữ quá. Coi ngôi trường giống như địa ngục rồi á. Xong rồi kiểu như mình bị ám ảnh tới lúc mà mình lớn luôn á. Mỗi lần mà tôi nằm mơ là tôi gặp lại cái cơn ác mộng đó. Quay lại cái ngôi trường đó và bị ăn hiếp. Theo tư duy của tôi nghĩ thì nó là như vậy. Nó kêu tôi tìm lối thoát nhưng nó không cho tôi một cái manh mối nào hết. Lùi về cho tao. Trời ơi, mày ra đây nữa. Trời ơi, trong đây có nữa. What? 5 minutes later. Có ba con rồng truyền thuyết
kể lại rằng ngọn lửa của nó sở hữu một sức mạnh cần thiết để giải cứu thung lũng tối tăm khỏi tuyệt vọng và nghèo đói, mở ra cánh cổng dẫn đến thiên đường. Con rồng đầu tiên có khả năng đóng băng bất kỳ những thứ gì mà nó chạm vào. Nó sống trong một hang động rất sâu. Con rồng thứ hai sống xa khu rừng diệt vong, chỉ có thể tiếp cận lại sau khi vượt qua những ngọn núi. Con rồng thứ ba và cũng là cuối cùng mạnh nhất trong số chúng, tuy nhiên nó hiếm khi được tìm thấy. Ngay cả khi ở trong hang ổ của nó, chỉ có thể tiếp cận từ những nơi tăm tối. Cái này giống kiểu cuốn tiểu thuyết đọc cho vui thôi ha. Nó có ghi một cái chữ là thiên đường, là mở cánh cửa này ra là chúng ta sẽ đi đến được. Vậy là mình sẽ đi theo những cái đoạn dây điện nè và tìm công tắc bật lên nè. Đợi đã, ở đây có dấu chấm than. Điều kỳ lạ là cánh cửa dường như mở nhưng nó lại không mở. What the hell? Manh mối nằm ở những cái sợi dây này hả? Sợi dây này bắt xuống dưới đất rồi. What? Có vẻ như tôi có thể đi xuống bên dưới đó. Ủa, là nhảy xuống rồi hả? Wow, ở dưới đây lạnh quá. Cái gì nó treo cái gì vậy trời? Hình như là một cái bao hả? Xong bên trong cái bao đó nó còn cái gì? Hay là trường này móc học sinh xong rồi giết học sinh rồi quăng vô bao này? À đây, dưới đây có cái công tắc nè. Không có điện à? Ủa, tôi lại ra hành lang này rồi. Cái chỗ này chỗ xuất phát của mình mà. Hình như trên tôi đang chưa cấp điện, thành ra ở dưới đây tôi không bật được. Đúng rồi ha. Ủa, giờ tôi leo lên lại được không? Rồi, không được rồi. Rồi, chắc tôi phải đi đường vòng quá vậy à? Lên bật lại điện. Trời ơi, điên thiệt. Hồi nãy vội quá nhảy xuống, ở dưới đâu có điện đâu mà. Rồi, giờ đi xuống nè. Cái gì đây? Làm phép toán hả? Cộng cho nó ra 45 hả? 10, 20, 15, đúng không? Chuẩn mẹ rồi. Vậy là bây giờ tôi còn màu xanh và màu đỏ nè. Ở đây là tầng dưới nha các bạn. Công tắc màu xanh dương nằm đây. Tôi nghĩ cái công tắc màu xanh lá cây hoặc là màu đỏ nó nằm bên đây nè. Nhưng cánh cửa này chúng ta không mở vào được. Ngọn núi hả? Hình như ở đây nè bay ơi. Đúng rồi Bena ơi, làm việc năng suất lên từng bánh bèo nữa. Làm theo anh. Bây giờ hất cái thùng gỗ này xuống, nhảy xuống và chúng ta sẽ có manh mối tiếp. Rồi, giờ chắc nhảy xuống được rồi quý vị à. Vô. Ôi giời ơi, cái con bánh bèo này đã quăng hộp gỗ xuống rồi. Đúng rồi. Bảo sao tôi thấy có cái một cái cửa sổ nó bị gãy. Lên đi Na ơi, leo qua đi Na ơi. Hay quá đây rồi. Đây, cái công tắc. Đúng rồi. 50, 30 với lại 25. Lụm. Có một thứ gì đó nằm trong đây. Một sợi dây điện màu đỏ. Ánh sáng trôi loa, xoa hết bóng tối trong tim. Bạn ơi, cùng tôi hát lên nào, cháy lên nào. Đang bắt đầu rướm máu rồi, quý vị có thể nhìn thấy em bị mất nửa cây máu rồi. Bây giờ em không còn con mẹ gì để hồi máu hết. Vậy là tắt đèn hết hả? Nó bảo á, là cái màu đỏ là cái thứ mà khó tìm nhất và mình phải tiếp cận nó trong những màn đêm tăm tối nhất. Vậy bây giờ tôi tắt hết điện thì sao? Oh my god, đây rồi. Đây rồi. Chính nó. Đây rồi, công tắc đây rồi. Không có điện, bây giờ mình phải bật điện lên nữa hả? Nhưng mà bật điện lên thì cái chỗ này nó sáng rồi còn đâu. 130 lẹ lên, chúng ta đang bắt đầu ở trong bóng tối quá lâu rồi. Không được, xuống cái này là đẹp rồi, đúng rồi. Chuẩn rồi. Chạy! Chạy đi, vô đây. Rồi, em ơi, vỗ tay. Rồi, chúng ta sẽ mở cánh cửa dẫn đến thiên đường. Tao nghe tiếng gì đó. Trong đây không phải là thiên đường. Mày lừa tao. Mình phải đi qua đây nữa. Vô. Trời, vô không được. Xuống đây. Từ từ đi xuống dưới đây coi có cái đồ nào mà hồi máu cho mình không. Đồ hồi máu. Give me this shit. Trời ơi. Cú thua. Hả? Cái gì nữa đấy? Có cái gì đó trong đây hả?
No. Làm sao? Đẩy cái này. Đẩy cái này. No. Ủa, chạy bên đây không được. Đẩy đi. You stupid. Thôi. Tha em. Trời ơi, còn phải đi biến. Trời ơi, ai bị treo đây đây. Còn được không? Đẩy nữa hả? Nhanh lên. Nó sát tích rồi. Lên đi. Đúng rồi, chạy đi. Ủa mà có thật sự là nó còn đang dí mình không vậy? Sao giống nó bỏ qua cho tôi rồi hay gì quá vậy? Cái gì đây? Trời ơi, nó treo cái gì lủng lẳng trên đây vậy? Ôi êm rồi, má nhạc nổi lên tôi đau tim quá. Êm rồi. Nữa hả rồi. Chạy nhiều quá như vậy chúng ta sẽ bị đau tim mà chết. Biến. Ra ngoài trường học rồi. Chết mẹ luôn rồi. À, lên thiên đàng rồi. Và bạn đã thức dậy rồi sao? Là mình thức dậy ở thiên đường hả? Rồi sau đó thì để xem coi diễn biến tiếp theo nó sẽ như thế nào. Rồi chúng ta tỉnh dậy rồi. Không biết con ma nó có dí tới cái chỗ mình đang ngất không? À, vậy là mình vừa chơi hết được phần 1 của cái tựa game này quý vị ạ. Và ở phần tiếp theo. Vậy là có phần tiếp theo nha. Trong phần tiếp theo. Vâng, chúng ta đang thức dậy ở một nơi nào đó. Ui, chỗ này nông thôn thế. Hả? Chúng ta lại gặp lại cái bà già khi ấy nữa kìa. Cơn ác mộng chỉ mới được bắt đầu. Thì phần 1 của chúng ta chạy theo cái con bé kia mà bất thành, không cứu được. Để biết nó thật hư như nào thì chúng ta phải đợi nó ra mắt phần 2 thì chúng ta mới chơi được nha quý vị. Bây giờ thì hy vọng là mọi người thích cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.